Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ quay và chia sẻ cho các bác một số những cái hình ảnh của vườn cà phê TR4, những cái đặc điểm cũng như là những cái lưu ý liên quan khi mà các bác muốn trồng cái dòng cà phê này. Thứ hai nữa thì vườn này ấy, thì cũng có một số các cái dòng cà phê thực sinh cũng như là xanh luồn ghép. Em sẽ quay và chia sẻ cho các bác để các bác có những cái thông tin, hình ảnh thực tế trong quá trình chúng ta cân nhắc chọn cho mình một cái con giống phù hợp. Đặc biệt là đây là cái dòng cà phê này, là dòng cà phê TR4. Vườn này thì được chủ vườn trồng từ tính mùa mưa là 4 mùa mưa các bác nhé. Tính năm là cũng được 3 năm rồi. Đấy, thì thời điểm này thì đã cho thu hoạch, năm nay là bắt đầu cho thu chính đây. Thì đây là cái lượng trái của dòng cà phê này trong năm nay. Các bác cũng có thể tham khảo về cái dòng cà phê này. Thì đây là một trong số những cái dòng cà phê mà có lẽ là cái mức độ phổ biến của nó thì cực kỳ là lớn rồi. Hầu như mà 10 người canh tác cái cà phê thì chắc chắn là sẽ có hơn 9 người biết đến cái dòng cà phê này. Bởi vì cái mức độ phổ biến của nó là cực kỳ lớn các bác nhé. Về nguồn gốc xuất xứ của nó thì tại xã Hòa Thuận của tỉnh Đắk Lắk đã được Viện Ecomat Đắk Lắk trồng thử nghiệm. Sau nhiều năm thì họ cho ra một cái kết quả, đây là một cái giống cà phê năng suất cao và phù hợp với rất nhiều chất đất ở khu vực Tây Nguyên mình. Và chính vì thế thì năm 2005 đã được công nhận là giống cà phê quốc gia. Thì thế nên là cái mức độ phổ biến của nó rất là lớn. Tuy nhiên thì với bất kể một cái giống cà phê nào thì cái vườn này người ta cũng đang canh tác và làm theo phương pháp hãm ngọn cũng như là cà thực sinh, không phải cà ghép thôi nhé. Thì khi chúng ta trồng cái cà thực sinh thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế là sẽ có rất là nhiều các cái muôn hình vạn trạng ha, các cái hình thước, các cái kích thước trái khác nhau. Ở đây thì mọi người thấy này, trái này thì lại cực kỳ là to ha, trái này cực kỳ to này. Nhưng mà nó đi sang cái trái cái cây bên này thì trái lại nhỏ này, đóng cũng khá thưa. Trái rất là nhỏ này, đóng khá thưa. Tầm giờ thì đã bắt đầu chín độ lác đác rồi. Đây, chín độ lác đác. Và cái vườn này thì người ta đang làm mà theo cái phương pháp hãm ngọn. Ở đây thì em thấy có một số cái đặc điểm nó cũng còn chưa được phù hợp lắm. Tại vì trong quá trình chúng ta canh tác và làm theo phương pháp hãm ngọn, việc chúng ta hãm ngọn đúng, chuẩn thì nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả là cái lượng cành tăm cành cấp nó duy trì hàng năm. Còn khi các bác hãm cành mà chúng ta hãm ngọn mà chúng ta hãm không đúng phương pháp ấy, thứ hai nữa là cái thời điểm mình nuôi cành cấp nó không hợp lý, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất của cái năm sau. Cũng như vườn này thì thực tế người ta đang trồng ở khoảng cách 2m7 thì các bác thấy là nó khá là dày nhá. Đây, trái của nó các bác này. Nói chung là nhìn ở trong màn hình ấy thì trái nó cực kỳ là nhiều như này, nhưng mà cái trái nó nhỏ lắm các bác, nhỏ lắm chứ nó không được to đâu. Nó một có lẽ là phải hai quả này thì mới bằng một quả xanh lùn được, là một bằng một quả thiện trường. Tuy nhiên thì vẫn có những cây trái rất là đẹp và rất là đạt nha. Thì để có được những cái cây đạt như vậy thì với bất kể giống cà phê nào, các bác bắt buộc phải chọn cho mình cái giống cây cà phê ghép nha. Chứ còn nếu mà là thực sinh thì chúng ta phải chấp nhận về cái vấn đề này. Còn nếu như mà muốn chuẩn giống thì đương nhiên rồi, bất kể một cái giống cà phê nào cũng vậy, phải chọn được cái gốc cây cà phê nó phải là cây cà phê ghép, xanh lùn là xoài hay là thiện trường đều vậy. Vườn này nếu như em nghĩ là ghép thực sinh mà trồng ở khoảng cách 2m7 thì sau này năm thứ 10, năm thứ 8, thứ 10 ấy, thì khả năng là sẽ thành cái tầng dù luôn, hết toàn bộ phía bên trên. Tại vì là cái sải cành của cái dòng này nó khá là dài đấy các bác này. Thấy đây, cái sải cành của nó này nó phải dài khoảng tầm cả hơn 1m đấy các bác, tầm 1m2 ấy, nên là sải cành của nó cực kỳ là dài. Nên các bác cần phải khoảng cách, theo em vẫn cứ phải khoảng cách 3x3 nhá, hoặc là 3x3,5 với cái dòng cà phê thực sinh này. Thì các bác phải chọn mình một cái mật độ là như vậy. Trong cái vườn này ấy, thì em thấy có một số cái bệnh hại vào thời điểm này. Rất nhiều anh em đang khá là đau đầu. Em sẽ đi đến một số cây như vậy. Rồi trước tiên thì em sẽ quay cho các bác xem một số những cái sai lầm này khi chúng ta hãm ngọn. Quá trình hãm ngọn đối với cái vườn này thì thứ nhất này, hãm ở đây chưa hãm ngọn này. Các bác thấy bây giờ nó phải cao vào tầm vào khoảng là gần 1m7 mà không hãm ngọn kìa. Bây giờ vẫn chưa hãm ngọn mà hãm như thế này là quá muộn các bác nhé. Khi hãm quá muộn như thế này nó dẫn đến cái tình trạng là tất cả những cái cành này nó sẽ đều là cành mang trái hết, đều là cành mang trái và nó không có cái quên mất cái nhiệm vụ là nó còn phát cấp ở đây. Thì các bác cứ tưởng tượng đi, năm sau á toàn bộ những cái cành này chúng ta ăn xong thì chỉ còn một chút ở cái phần đầu cành này. Thì đương nhiên sau này chúng ta làm nó rất là vướng víu, rồi chúng ta cũng cắt bỏ luôn thì hầu như là sau này sẽ mất hết toàn bộ những cái tầng tán này.
những tầng tán này sau này là mất hết các bác nhé. Thì sau này lại phải nuôi cái chồi ghế vào đây để lấy được cái lượng cấp cho năm tiếp theo. Và cái sai lầm ở đây là đáng lý ra cái phần này đáng lý là phải hãm ngọn ở vị trí đây các bác nhé, tức là nó phải rơi vào tầm vào khoảng là 1,5 m, bấm xuống tầm 30 cm, nó còn 1,2 m. Khi hãm xuống 1,2 m như thế này nha, thì khi mà nó đang đeo vào cái thời điểm mình hãm vào đầu mùa mưa hoặc là giữa mùa mưa, thì khi mình hãm như vậy phải đợi cho nó nhảy cấp rồi bắt đầu mới được cơi chồi, hoặc là phải hãm đúng thời điểm đó. Chứ còn hãm mà từ 1,7 m chứ hãm kia sau này thành cái tầng phía bên trên kia, nó thành cái tầng dù hết, nó chùm xuống phía bên dưới này và phần này sẽ bị khuyết tán này. Chỗ này các bác thấy này, thì khi mà nó không đeo trái ấy, thì nó sẽ có nhiều cấp, nên là các bác cần phải lưu ý khi làm cách cà phê mà theo phương pháp giống như cái vườn này là đơn thân hãm ngọn. Mà đơn thân hãm ngọn mà hãm mà sai ấy, thì năng suất sẽ không được cao đâu. Đấy, đây là người ta hãm trước đó này, thì hãm lên đến nó kia là 1,5 m, đúng không, 1,5 m. Thì sau đó thì đây có một số cấp thì sẽ bắt đầu cơi chồi lên thì lên đến 1,8 m, 2 m. Đấy, sau khi mà nó đã nhảy cấp rồi các bác mới được nuôi nuôi chồi cấp 2 nhá. Còn nếu như mình nuôi quá sớm ấy thì khả năng sau này là không nuôi sớm ấy thì sau này là sẽ không có cấp đâu, nó quên luôn cái nhiệm vụ mang trái. Đây một số cái đặc điểm nó được các bác này, trái rất là đẹp đúng không, trái rất là đẹp như thế này, nhưng mà vì cái phần này trước đó đây, cái phần phía bên trên này người ta không nuôi cấp này, hoặc là có cấp người ta lẩy đi hết, hoặc là nữa là khi mà người ta hãm ngọn xong thì cái phần chồi người ta lên phát là người ta đệ luôn. Thì khi để luôn như vậy thì phần này á nó sẽ không có cấp, bởi vì nó sẽ tập trung nó nuôi hết vào cái chồi kia. Đấy, còn phần dưới này nó sẽ không có cấp. Đấy, nên các bác cần phải lưu ý là khi hãm ngọn là như vậy. Một số đặc điểm, thứ nhất là hãm là phải hãm vào thời điểm đầu giữa mùa mưa. Thứ hai nữa là phải đợi khi mà sau quá trình chúng ta hãm ấy, thì phải hãm từ trên đỉnh hãm xuống khoảng 30 cm, để chúng ta có thể là ép cho nó phát cành phát cấp. Sau khi 70-80% các cành cấp 1 đều phát cấp, chúng ta mới tiếp tục cơi thêm một cái lượt chồi cấp 2 như thế kia. Chứ không được để như thế này các bác nhá. Để như thế này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất của mình đấy. Đây nữa này, khi mà người ta hãm không hãm luôn, có hãm nhưng mà hãm tút lút thế này quá cao, 16-17 này mới hãm. Thì khi mà hãm như thế này mà chỉ bấm một chút phần đầu ngọn thì đương nhiên là nó sẽ nuôi trái hết các bác nhé, không bao giờ phát. Trong quá trình quay thì có một số cái bệnh hại này, cái bệnh hại này đang rất là nhức nhối và rất nhiều anh em ở vòng khoảng thời gian này đang khá là đầu đây. Đây các bác thấy là nó có cái biểu hiện là cây đang sinh trưởng phát triển bình thường, bỗng nhiên là có cái biểu hiện là rụt ngọn, lá bắt đầu là vàng rụng dần. Đấy, thì sau là quả nó sẽ cũng sẽ bị khô và hỏng như này, sau đó thì sẽ chết một nửa thân như này. Thì có rất nhiều thông tin nhưng các bác cần phải sàng lọc cho nó chính xác nhá. Thì đây là một đối tượng bệnh hại, không phải là sau đục thân, cũng không phải là do quá trình chúng ta chăm sóc bị thiếu các cái thành phần dinh dưỡng. Cụ thể ở đây đó là do nấm Fusarium nó tấn công các bác nhá. Quá trình tấn công thì nó sẽ tấn công thẳng vào trong cái phần thân này này. Nó sẽ tấn công vào đâu thì quá trình nó sẽ tấn công vào đây. Các cái vị trí từ đây lên các bác thấy là cái chồi này vẫn xanh này. Còn cái cành này là có cái biểu hiện bị khô này. Đây, cành này đây là rất là xanh này đúng không? Thì chắc chắn là nó sẽ tấn công từ ở khoảng này ăn lên. Khi nó tấn công vào ở đây thì nó sẽ làm tắc mạch dẫn. Khi tắc mạch dẫn rồi sẽ cây sẽ không thể cái vỏ nó sẽ bị khô, hoại tử đi. Thì sau này sẽ không thể hút được nước và dinh dưỡng. Từ đó các bác sẽ thấy có cái biểu hiện đấy là nó sẽ bị khô, héo và chết từ từ. Sau đó thì nó sẽ chết luôn cả cái phần thân này. Đối với cây cà phê gốc lớn, gốc mà gốc bự, gốc to hơn thì sau này có thể nó sẽ rơi vào một số trường hợp như là nó sẽ bị nứt thân. Đấy, rồi các cái cành cà phê ở đây thì em không thấy thì em chỉ cho các bác. Các cái cành cà phê như thế này này. Ví dụ cây cà phê, cái cành cà phê của chúng ta nó đang phát triển như thế này. Đấy, thì sau đó thì sẽ có cái biểu hiện là bị héo này, héo cái phần lá này. Sau đó thì cũng sẽ bị khô và chết dần, và nó đều do một chủng nấm đó là Fusarium. Fusarium nó tấn công vào. Thì trong các biện pháp phòng trừ thì có cái biện pháp về hóa học và cái biện pháp bền vững liên quan về cái góc độ là sinh học. Thì với cái bệnh hại này thì khi mà bị bệnh thì các bác cần phải lưu ý, chủng nấm này nó có khả năng ngủ đông, nghĩa là nó sẽ lưu cữu từ mùa này qua mùa khác và từ năm này qua năm khác. Nó ở trong vườn của mình thì chờ cái điều kiện thuận lợi để cho nó phát triển. Ví dụ như nó sẽ ở trong các cái phần cành cây như này, thân cây khô như này.
Mùa nắng thì nó sẽ ẩn nấp ở trong đấy, đến thời điểm mùa mưa, mưa nhiều, ẩm độ cao, độ ẩm thấp, và sau đó thì thời tiết nóng bừng lên, thì đây là thời điểm thuận lợi cho mọi loại nấm bệnh sẽ phát triển ở trong khoảng thời gian này. Vì thế nên khi chúng ta canh tác cái cà phê, mà đặc biệt các cái dòng cà phê năng suất cao, thứ hai nữa là bây giờ cái mật độ nó đã dày hơn so với mật độ ngày xưa, chính vì thế nên các bác phải có những cái biện pháp phòng trừ tổng hợp, bao gồm thứ nhất đầu mùa mưa là chúng ta phải quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có thể đặc biệt lưu ý cho em về cái nhóm thuốc gốc đồng ha, đặc biệt các bác nào mà có kinh nghiệm pha dung dịch bóc đô ra chúng ta quản lý. Như vậy là sẽ hạn chế được rất là nhiều khi mà dung dịch đồng bóc đô có khả năng quản lý được cả về nấm và vi khuẩn nha, và quản lý được rất rất nhiều đối tượng bệnh hại ở trên cây, từ các loại đối tượng bệnh hại cứng đầu cho đến những cái nhóm đối tượng bệnh hại phổ biến như là nấm hồng, dị sắt, thán thư, đúng không nào? Đến khoảng thời điểm, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là vào thời điểm đầu mùa mưa là chúng ta phải tiến hành xử lý ngay, còn xử lý quá muộn sau này mọi biện pháp nó sẽ chỉ là cái biện pháp tình thế thôi, không còn là mang tính chúng ta có cái sự chủ động nữa. Thứ hai nữa thì trong đất của chúng ta nó luôn luôn tồn tại, bao gồm thứ nhất là Phytophthora, Fusarium, tuyến trùng, rồi các cái trùng nấm có hại thì và các cái chủng nấm có lợi, thì cái công việc của chúng ta làm sao chúng ta phải tăng cường các cái chủng nấm có lợi lên, ví dụ như là các cái chủng nấm có ở trong đất mà các bác có thể bổ sung vào như các cái chế phẩm nấm sinh hàng đối kháng, chỉ cô đạt ma, như là các cái chủng nấm nó có ở trong đấy, thì khi mà có ở trong đấy rồi thì cái mật số chủng nấm có lợi mà nó nhiều thì nó sẽ cạnh tranh và nó lấy hết thức ăn của các cái chủng nấm có hại này, từ đó thì sẽ là đây là một cái biện pháp sàng lọc tự nhiên, cái giống nấm nào mạnh thì nó sẽ tồn tại. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà bị bệnh nhiều như này thì chứng tỏ là các cái chủng nấm bệnh nó đang hoạt động mạnh. Còn nếu như cây chúng ta xanh tốt thì chủng bệnh, chủng nấm có lợi nó đang hoạt động mạnh các bạn nhé. Cho nên là vào đầu mùa mưa chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp từ thuốc bảo vệ thực vật. Rồi thứ hai nữa là cái yếu tố về cái việc chúng ta sử dụng phân chuồng. Không nên sử dụng các phân chuồng mà chưa hoai mục. Thì đương nhiên khi các bác thấy ấy, rất là nhiều thông tin, ví dụ người ta bảo tôi sử dụng có thấy chết đâu, đúng không? Nhưng mà nó không chết, nó không chết, nhưng mà nấm bệnh nó sẽ tồn tại ở trong đó và nó sẽ lưu cữu, xong rồi nó sẽ chờ vào cái điều kiện thuận lợi để cho nó phát triển. Khi cây của chúng ta bị quá trình chúng ta chăm sóc nó bị thiếu dinh dưỡng, mất cân đối, hoặc là cái cây của chúng ta nó không được khỏe mạnh, nền đất của chúng ta yếu, thì như vậy là nấm bệnh nó sẽ tấn công vào. Cho nên là các bác cần phải lưu ý, ngoài các biện pháp về hóa học thì hãy ưu tiên nhiều hơn về các cái chủng nấm mà chúng ta trong quá trình chúng ta xử lý phân chuồng thì chúng ta bổ sung vào, hoặc là khi mà cái thời điểm mùa mưa đến ấy, anh em nào mà làm được phương pháp thả ngọn thì cái tầng lá phía bên ngoài này rất là nhiều, anh em có thể sử dụng kết hợp giữa nấm ba màu và chico, chúng ta phun trên bề mặt hoặc chúng ta trộn với phân chuồng hoặc phân vi sinh để chúng ta rải xuống đất, như vậy sẽ tăng về cái mật số nấm bệnh có lợi lên thì nó sẽ hạn chế được các chủng nấm bệnh có hại các bạn nhé. Đây vẫn là một cái phương pháp mà rất là sai lầm đấy mọi người nha. Với bất kể một cái giống cà phê nào mà làm theo phương pháp hãm ngọn này, thứ nhất cái việc hãm ngọn quá cao ở trên kia sẽ không thể nào đảm bảo được cái lượng cành ở tầng giữa này, nó sẽ có cành cấp mà nó sẽ dồn hết vào ở phía bên trên kia đây. Cái vấn đề thứ hai lại chỉ hãm một chút ở phần đầu ngọn như thế kia, thì như vậy là những cái cành này còn lâu mới có cấp các bác nhé. Nên là các bác cần phải lưu ý là trong quá trình làm cần phải lưu ý là như vậy. Còn bây giờ em sẽ di chuyển lên phía bên trên này, em sẽ quay cho các bác xem và chúng ta tham khảo một số những cái hình ảnh của cái vườn cà phê xanh lùn thực sinh và xanh lùn ghép, xem nó có những cái đặc điểm gì để chúng ta có thể lưu tâm không các bác nhá. Đây, các bạn thấy trái khá đẹp đúng không? Trái rất đẹp. Đây, đây là một đặc điểm nữa các bác thấy này. Khi mà người ta hám ngọn nha, quá trình hám ngọn xong mà chúng ta không thấy chồi này, chưa nuôi chồi lên thì nó sẽ phát cấp này. Đấy, như thế này nó chưa nuôi chồi lên thì nó sẽ tự động phát cấp nhá. Thì còn mà khi mà mình mà nuôi chồi lên thì cái cấp này không bao giờ có đâu các bác nhá. Khi mà nó chưa nhảy cấp từ cái cành cấp 1 này mà mình đã nuôi chồi thì sẽ không bao giờ có cấp. Thì các bác cần phải lưu ý là như vậy. Đây, em sẽ di chuyển lên phía bên trên này. Nói chung cái vườn này á, về cái lượng cành cấp thì em thấy nó bị thiếu hụt khá nhiều. Do cái vấn đề người ta hãm ngọn sai. Thứ hai, thời điểm để cành nó không được hợp lý. Với cái giống cà phê này ấy, thì cực kỳ là nhiều cành cấp. Nhưng nếu mà mình mà nuôi cành cấp sai thì nó cũng vẫn sẽ không có cấp đâu. Bởi vì nó đeo trái như thế này. Các bác thấy nó đeo trái một cái lượng trái sải cành và cái lượng trái như thế này. Như thế này thì không có cấp luôn. Đó, phía bên trên này là cũng không có cấp luôn. Hoặc khi mà nó ra là người ta bật đi ấy. Như vậy là nó sẽ cũng không có cấp đâu. Thì các bác cần phải lưu ý. Giống này có thể chúng ta nuôi cấp muộn hơn so với các cái giống cà phê khác ha. Ví dụ như là xanh, nói chung là các cái dòng thực sinh thì chúng ta sẽ nuôi cấp muộn hơn 1 đến 2 tháng so với cà ghép. Còn cà ghép là các bác phải nuôi sớm. Nuôi muộn là sẽ không có cấp đâu nha. Tại vì nó đồng trái nó cực kỳ là nhiều. Ở đây thì có một số hình ảnh của vườn cà phê thực sinh.
Đây là xanh lùn thực sinh các bác nhé. Đây là xanh lùn thực sinh. Cũng giống như em chia sẻ trong các cái video về cái giống cà phê xanh lùn đây. Các bác thấy là nó sẽ ra rất nhiều kiểu trái này. Đấy, đây là người ta cũng trồng ở khoảng cách 2m7 quy vuông, cũng làm theo phương pháp hãm ngọn. Còn đây cũng vẫn là một cái đối tượng bệnh hại. Rồi, vẫn cứ là cái anh Fusarium tấn công. Nói chung là nó cũng không được đều cho lắm các bác ạ. Không được đều cho lắm. Và bệnh hại thì nhiều. Đó, lượng trái thì cũng không được ổn. Các bác thấy này, cái lượng trái của nó không được nhiều nhá. Nói chung là nếu như cái cây cà phê ghép thì cái lượng trái của nó, cây cà phê thực sinh ấy, thì cái lượng trái của nó không được tốt đâu. Nên là các bác cần, nếu như chúng ta muốn chuyển đổi sang một cái giống cây trồng, thứ nhất chúng ta cần về tìm hiểu cái giống bần cùng lắm thì chúng ta mới phải trồng cái cây cà phê thực sinh. Còn nếu không thì các bác cứ trồng cho em cái cây cà phê ghép. Có thể giá thành thời điểm đầu nó hơi cao một chút, nhưng đổi lại các bác, thứ nhất là chúng ta sẽ có được cái chuẩn giống này. Đương nhiên vẫn sẽ phụ thuộc vào các cái cơ sở sản xuất giống, người ta có tâm hay không. Còn đây các bác thấy này, có cái biểu hiện của Fusarium đây nha, cực kỳ đặc trưng này. Đó, sẽ tấn công vào đây. Lên đến đây là tắc mạch dẫn, không lấy được nước, héo và chết dần. Với những trường hợp này bắt buộc phải cắt và đưa ra ngoài vườn nha, không được để. Cũng như là xong quá trình lưu ý về cái vấn đề chúng ta xử lý thuốc. Vườn này người ta, các bác thấy này, người ta làm cũng khá là kỹ. Đây người ta cày hết toàn bộ đất băng lên này các bác này. Đất này người ta cày hết bằng máy cày. Nhưng mà cái cây cà phê thì cũng không được tốt. Thứ nhất là do cái giống, thứ hai là do phương pháp này. Đây, một trong số những cái sai lầm nữa này các bác này. Trong cái gốc cây cà phê này, các bác thấy cái gốc này này, mà lại để cái bì bóng như này. Sau này nó sẽ bó hết toàn bộ vào cái phần rễ ở phía bên ngoài này, nó tạo thành một cái đùm mà rễ nó không phát ra bên ngoài được các bác nhé. Nên là cái cây cà phê nó sẽ không thể nào phát tán được, sau đó từ đó thì bệnh hại các thứ, rồi rất nhiều các yếu tố liên quan nó sẽ kéo vào. Cho nên trồng cà phê bây giờ ấy, không nhất thiết là các bác cứ phải trùm cái bì bóng ni lông này đâu. Không nhất thiết là phải chùm nha, không nhất thiết là các bác phải chùm như này đâu. Chùm như thế này ấy, thứ nhất là hố trồng sâu này, sau này mưa nó bồi đắp xuống thì sau này nó lấp luôn cả cái bì bóng kia, mình không biết sau này nó bó thành một cái cục. Cây cà phê nó đang phát triển bình thường 1 năm 2 năm, năm sau bắt đầu tự dưng thế vàng nhổ lên thì nguyên một cái gốc, cái bì bóng này nó chụp vào trong cái phần gốc nha. Nên là không nhất thiết chúng ta phải sử dụng cái bì bóng này nha. Còn đối với cái vườn này thì các bác thấy là khi trồng cái cà phê thực sinh thì cái khả năng chuẩn giống rất thấp, cho nên cái lượng trái cũng như là cái độ đồng đều nó sẽ không được cao. Nên các bác có thể lưu ý để chúng ta chọn cho mình một cái con giống nó phù hợp nhất với lại cái cách canh tác của mình. Đó, rồi bây giờ em sẽ di chuyển. Đây các bác thấy này, có một cái cây xanh lùn thực sinh nhưng mà cực kỳ đẹp quá nhá. Đây, khả năng chuẩn giống này khá cao, màu xanh khá là đặc trưng của xanh lùn, đúng không? Và cái lượng trái này, các bác thấy về cái lượng trái của nó này, đẹp chưa? Cực kỳ là đẹp nhá, cho một cái giống cà phê thực sinh. Đây, khả năng phát cấp, lượng trái rất là ổn, nhưng mà tỉ lệ những cây như này rất là hiếm các bác ạ. Có cái máy bay nó bay qua các bạn, em sẽ dừng lại một chút. Đây, tiếp tục lại là anh Fusarium này các bác này. Đây, đây là Fusarium các bác nhé. Này, nó tấn công vào phần cành này. Đấy, sau đó thì sẽ chết và khô dần. Bắt đầu ban đầu là sẽ có các cái biểu hiện héo thông thường, sau đó sẽ khô và chết dần. Đấy, khô và chết dần. Ở đây các bác thấy có một số cành này. Còn đây là xanh lùn ghép các bác nhé. Với cái cây cà phê xanh lùn ghép thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ cảm nhận được đó là cái lượng trái. Mặc dù vườn này chăm yếu không được đẹp cho lắm, nhưng mà cái lượng trái này các bác thấy không? Rất là đẹp nha. Rất là đẹp như này. Nó đóng rất là dày. Đó, với bất kể một cái giống cà phê nào, khi mà canh tác và làm theo phương pháp hãm ngọn ấy, thì phải để ý về cái thời điểm hãm ngọn. Nói chung khi mà người ta làm theo một người, làm một cái phương pháp của một người ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ làm theo cái kiểu là giống như là thành một cái quy chuẩn rồi. Ở đây các bác thấy ở dưới kia người ta hãm cũng rất cao này. Lên trên này cái cà phê ghép người ta cũng vậy này, hãm tút lút ở trên này. Đấy, thế sau này sẽ thành một cái tầng dù mà toàn bộ phía bên dưới này nó sẽ không có trái đâu, mà nó không có cấp nhá. Nên là các bác cần phải tránh cái sai lầm, không nên hãm cái cây cà phê theo cái phương pháp này nhá. Năng suất của chúng ta nó sẽ không được cao đâu. Còn ở đây chỉ cần các bác thấy này, khi mà người ta hãm thấp hơn một chút xuống tầm giai đoạn này là 1,5m, thì ở đây nó đã ra rất nhiều cấp này. Đây, ra rất nhiều cấp. Và lượng trái rất ổn như này.
sau khi ra nhạy cấp rồi thì nuôi chồi lên thì nó sẽ được như thế kia. Nên là các bác cần phải lưu ý trong cái phương pháp làm theo cái phương pháp mà hãm ngọn này. Còn đây là cái lượng trái của nó, các bác thấy không? Ghép rất đẹp nha, rất là đẹp về cái cây sản lượng và cái lượng trái rất ổn. Nhưng đổi lại là phải biết cách càng cái cà phê ghép này mà lại mà không để cấp chính xác ấy, không có thời điểm hãm ngọn hợp lý ấy, 3 năm đầu kiến thiết không chuẩn ấy, thì cái khả năng sau này càng cái cà phê ghép này nó lại càng mất cấp. Sau này càng mất cấp thì nó sẽ càng ảnh hưởng nhiều đến cái sản lượng. Từ đó trở đi là đổ tội cho cái cà phê ghép, xanh đun ghép nó nhanh tàn hay là không bền. Tất cả đều là do mình chăm sóc các anh nhé. Ở đây này, và thấy cái lượng trái kinh khủng đúng không? Cho một cái dòng cà phê năng suất cao. Thì tóm lại ở trong cái video này thì em có một số những cái hình ảnh cũng như những cái lưu ý đối với các bác trong quá trình chúng ta chăm sóc cái cà phê dòng cà phê TR4 hay còn gọi là 138. Những cái thông tin liên quan về dòng cà phê này, những cái sai lầm chúng ta nên tránh trong quá trình chúng ta canh tác cây cà phê theo phương pháp hãm ngọn, và những cái lưu ý các bác cũng có thể tham khảo. Và cái video của em thì em sẽ dừng lại đây thôi, tại vì là đến đây là cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bác đã đồng hành cùng với em trong khoảng thời gian này, từ xã đầu video đến giờ. Các bác thấy này, trái đúng không, ghép là rất là đẹp. Nhưng mà với xanh lùn ấy thì đương nhiên là cái sải cành ngắn hơn, nhưng mà lại mật độ cành đây, các bác thấy này, mật độ cành lại rất là dày, rất là chít. Cành ngắn hơn nhưng mà hãm ngọn như thế này là không ổn đâu nhá. Các bác cần phải lưu ý bất kể một cái giống cà phê nào. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của em, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các cái video kế tiếp nhá.